Xin chào các bác, chào mừng các bác đến với số bình công Nhật bãi của em. Chúc các ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một lô cần mới về các bác nhé. Như hôm qua báo các bác thì hôm nay sẽ lên cho các bác một lô cần. Lô cần này thuộc dòng lô cần kiểu Hechi các bác nhé. Nó là cần chế của nghệ nhân làm, chứ không phải là cần nguyên bản hãng sản xuất nhé. Nó là cần dòng ngọn tháp kiểu như cần Hechi đó nhé. Thế này, đít nó sẽ có một cái như cái đuôi thuyền nó ghim vào cái phần tay của mình đây này. Đấy, cần sẽ là cần máy đứng, cần ngọn tháp để cô bé. Độ cứng bọn này thì khá là cao nhé. Đấy, cái này là cái lắp để người ta chống gãy ngọn, vì cái cây ngọn cái cần này nó không khớp chiều dài, cần chế mà. Ok thì đến đâu em sẽ bán nữa cho bác nhé, để cho bác chơi. Hôm nay thì có vài chiếc cần thuộc dòng cần cần này sẽ là sợi tổng hợp có nhé. Đây nó ghi là casting sport casting rút. Số điện thoại chốt hàng thì các bác biết rồi đúng không ạ? 0326 267 369. Em để góc màn hình quá nhá. Đấy, lúc nào cũng treo ở cái logo góc này. Các bác nhìn phát là ra số điện thoại và gọi cho em luôn để chốt nhá. Cần số 1 ngày hôm nay sẽ làm chiếc cần 3 khúc thuộc dòng cứng cao. Đây các bác nhìn thấy nhá, chất liệu con này sẽ là chất liệu sợi tổng hợp nhá. Cần phíp thường ấy thì nó sẽ màu cam, con này sẽ màu đỏ và có phản quang nhẹ đó nhá. Sợi này sẽ cứng hơn phíp một chút. Con này thì độ cứng nó sẽ khoảng tầm đến 35 đổ lên, thuộc dòng cần dòng rẻ tiền. Đây em đo bác cái độ ngọn này nhá. 6.2 ly các nhá. 6.6 ly. Đấy, đây sẽ làm chiếc cần của hãng LFT. Chất liệu là chất liệu sợi tổng hợp, sợi thủy tinh. Chất liệu fib kết hợp nhá. Được trang bị bát là bát Fuji, khoen thì khoen hai chân. Dòng khoen này là khoen Fuji luôn nhá. Khoen này là khoen đầy đầu cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, để cho bác chơi. Con này độ cứng thì để các bác bo cá thì cá 10 cân 20 cân bo thoải mái luôn nhá. Dòng riêng dòng này thì có một cái hay là khi mà các bác giật cá thì dòng này nó sẽ dịu hơn dòng cần carbon một chút xíu, còn khi bo cá thì không phải nghĩ. 10 20 cân các bác bo trực tiếp gãy em để các bác cái mới. Đấy. Đây sẽ làm chiếc cần mã số 1 nhá. Chiều dài sẽ là 39, độ cứng khoảng tầm 35 đổ lên. Độ nặng thì các bác khỏi bàn rồi. Đã cứng mà lại fit nữa thì chắc phải 1 cân. 900g có nhá. Con này độ cứng cao, còn bình thường những chiếc cần fit bình thường thì nó chỉ còn tầm 300 thôi nhá. Con này lên các bác 50 350. Đấy là mã số 1 sang mã số 2 này. Số 2 này thì đẹp hơn rất là nhiều nhá. Số 2 mới còn có con số 1 thì như nhau. Hai con đều của LFT nhá. Con này nó sẽ là màu đỏ, chỉ đỏ, con kia thì chỉ đen. Con này ngoại hình đẹp hơn, mới hơn, đầu bu sẽ là đầu bu xích nha. Phải không đã? Đúng rồi. Bu là bu xích cơ nha, đầu bu là đầu bu xích. Còn thân khuyên thì như con kia đều có dạ quang và chân rất là chắc chắn. Ngoại hình con này mới hơn con kia các nhá. Cứng hơn. À không, quên, cứng như nhau, mới hơn thôi. Con kia là 5.95 ly. Con này thì cũng thế các nhá, hai con tương đương. Xem nhau nhá, hai con như nhau. Con này ngoại hình mới hơn con kia. Độ cứng tối thiểu là 35 đổ lên nhá. Về cho bác câu cá gì câu nhá. Một chiếc cần này cũng không có đâu. Bình thường là cứng tầm này không có. Ít lắm. Em bán rất nhiều cần fit rồi nhưng mà cái cần cứng như thế này thì chưa gặp. Rất là cứng quá nhá. Con này là 400.000 các nhá, mã số 2. Đấy, có hai cây cần cứng theo kiểu bạo lực để cho bác chơi. Đấy, đánh xuồng xã, câu thuyền, câu bè ra biển ra khơi đều đánh được nhá. Rồi tiếp theo sang mã số 3. Ở số 3 thì sẽ là cần bắt đầu chuyển sang cần carbon nhá, tại vì cần fit em ít bán với cả sợi thợ ít bán lắm. Cần đẹp lắm thì mới mang ra bán thôi. Còn bình thường thì không. Bản chất của cần fit thì nó sẽ rất là bền, mà nó còn có một nhược điểm là độ cong của nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ mềm hơn và nặng hơn cần carbon, cho nên là ít chuộng.
ngày xưa thì công nghệ đời đầu thì nó toàn chất liệu rất là nhiều nhá, gần đây thì ra công nghệ carbon rồi là carbon hai da rồi hay carbon hai tu ích rồi là nhiều cái chế độ khác nhau, còn trước thì không có nhá. Hôm nay lên cho bác một siêu phẩm của dòng Tewin Power, một chiếc cần của Shimano ba khúc thuộc dòng mềm nhá, đánh đầu cần bao mới tinh siêu phẩm thì chắc chắn là cần rất là đẹp quá nhá. Mã số 3 này đây sẽ lên cho bác chiếc cần Tewin Power nhá. Con này thì có thể nói làm chiếc cần gần như là mới đâu nhá, lắp đít này. À, dòng này nắp đít là không đối trọng các bác nhé. Em hiểu lý do tại sao cái cần trước của em nó lại không có lắp đít rồi. Hôm nay mới gặp cần nguyên bản mới biết nhá. Cần này là cái cục này nó là cục đối trọng luôn các bác nhé. Nó có đối trọng luôn. Vì nó là dòng nhẹ thế nên là cũng không cần nhiều cho lắm. Đây sẽ làm chiếc cần Tewin Power dài 4m05, cứng EX. Vân hai da toàn thân, con này thì cần gần như là mới nhá, có sử dụng qua nhưng mà còn rất là mới và gần như là tuyệt đối, quá đẹp. Lóng thứ hai các bác này chắc có chỉ dùng một lần nữa nhá, các bác có thể nhìn thấy là cái phần mà kết nối này là không có xước xác gì luôn nhá, còn rất là đẹp mà lắp vào rồi đang rất là zip các bác nhá. Lắp vào rất là zip luôn vì cần này gần như là chưa dùng. Cái bát thì có hiện tượng đặt bát vào rồi nhưng còn những cái vết lối vết khớp này thì lại không có hiện tượng gì. Rất là đẹp quá nha, một chiếc cần mang giá trị sưu tầm cao, bao zin, cần zin gần như là chưa sử dụng quá nha. 4m05 EX, thông số cho bác này, cân nặng là 380g, khá nhẹ. Ngọn con này là 2.9 ly, giá là 3.500.000 nhé, mới tinh. Đấy, 3.500.000, quá đẹp. Con này D thì nó sẽ lên khoảng tầm hơn 4 triệu, E thì 3.500.000, đẹp quá nhá. Đây, để cho bác đánh sưu tầm cộng với cả đánh đầu cần với cả sưu tầm nhá. Vì những cái bản mà cần đẹp này thì thường thường về anh em sẽ trưng nhiều hơn, ít dùng lắm. Cần này nó là dòng cần sản xuất cũng khá là lâu rồi, bây giờ là hết mẫu rồi nhé. Một cái mẫu mới ra bây giờ thì nó lại mang cái phong cách khác và nó không được đẹp như cái mẫu cổ. Tất cả dòng cần mẫu cổ được cái là ngoại hình rất là đẹp. Rồi tiếp theo này, sang chiếc cần tay mã 4 nhá. Mã 4 sẽ làm chiếc cần tay của hãng Olympic, dài 39, độ cứng 3H. Để cho bác câu rô, câu giếc. Con này được sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Được trang bị chất liệu carbon và carbon rút màu mận đỏ, mận chín này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là cái màu nó hơi lâu lâu đỏ này. Đấy, dòng này thì để cho bác câu rô, câu giếc thì cực kỳ ngon nhá. Bản này câu rô hợp hơn vì câu giếc người ta câu mềm lắm. À quên, câu nó nhẹ và nó ấy lắm, nó không như bản này. Nặng 100g nhá. Nhưng câu giếc cũng được, nhưng mà giếc cần càng nhỏ càng nhẹ càng tốt. Gọi là 0.9 ly, giá mã số 4 là 500.000 các nhé. Một chiếc cần tay 39, cứng khoảng 3H. Đây, sang con này này, con số 5 này. Con số 5 này thì ngon hơn nhé. Con số 5 này sẽ làm chiếc cần được sản xuất ở Nhật, hãng là hãng Sanwa, dài là 39. Con này cũng cứng khoảng 3H các nhé. Ngoại hình cũng còn tương đối đẹp. Con này thì thanh hơn, lẩy hơn con kia, nhỏ nhưng mà lại lẩy hơn, cũng khoảng tầm 3H. Để cho bác câu rô, con này thì hợp với cả câu giếc luôn vì cần nó sẽ khá là mảnh và độ lẩy cao. Ngọn sẽ là carbon đặc luôn. Đấy, carbon đặc các bác này, nếu mà carbon đặc thì quấn đúng thành hình tròn luôn. Còn rỗng thì không nha, rỗng thì nó sẽ lẩy và cứng hơn, rỗng thì không làm được điều đấy. 39 nha, cứng 3H, con này ngon này, cân nặng 88g. Con này chiều nay em sẽ mang ra hồ gần nhà để em test. Ngọn là 0.95 ly, giá là 600.000 các nhá, mã số 5. Đấy, cần tay. Cần tay thì gần đây rất là ít nhá, không biết lý do tại sao gần đây cần tay đắt hơn cả cần máy. Cần tay sản xuất nó sẽ không tốn chi phí bằng đâu các nhá.
nhưng mà đang được chuộng, nhưng là số lượng có hạn lại được lên giá. Tiếp theo sẽ là một chiếc cần của hãng, con này của Daiwa. Con này sẽ làm chiếc cần chiều dài của nó sẽ là hơn 8 mét các bác nhá. Nhưng con này đang làm chiếc cần được mất đóng gốc và chuyển sang gốc zoom các nhá. Con này zoom là zoom 7 mét, độ cứng khoảng tầm 6H đến 6.5H để cho các bác đánh chấm chép hồ dịch vụ đều được. Con này thì em cũng đã test rồi, đã bo cá rồi các nhá. Con này thì nếu bình thường thì nó giá nó khoảng tầm 7-800, nhưng con này đang có một chút nhược điểm nhá. Cũng báo cho bác luôn mà giá êm để cho các bác về các bác chơi. Con này thì cái lóng thứ hai này này là lóng thay rồi nhá. Lóng thứ hai này là lóng thay. Các bác có thể nhìn thấy là hai cái vân màu nhá. Bên này nó sẽ là vân đỏ, bên này sẽ là vân màu đen. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy nhá. Đấy, vân đỏ vân đen, khớp cực kỳ luôn, nhưng mà là lóng thay rồi. Thứ hai nữa là cái lóng này này. Trên đầu là có bị tước mất một phân nhá. Cái này thì không ảnh hưởng gì các bác về câu thoải mái. Vì cái chỗ này nó có bo chống nổ 10 phân nhá. Chỗ này mất 2 phân và một bác có thể cắt đi, bác có để nguyên lại được, hoặc có bóc bó chống nổ vào. Thì cái con này nếu bình thường khoảng tầm 700, nhưng con này ngày hôm nay là lấy các bác là 400 ngàn nữa nhá, thay lóng cân nặng cho bác này. 350 g, độ cứng khoảng tầm 6H trở lên nhé. Đã bỏ cá 2-3 kg rồi, 2-3 kg không cảm giác gì. Ngọn là 1.5 ly, giá này bác là 400 ngàn thôi. Đấy, thay lóng cái tước ngọn nhá. Rồi, sang mã số 7, số 7 sẽ là một chiếc cần tay của hãng Ryobi, có bao có hộp đàng hoàng đó nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần của Ryobi. Bản này là bản Titan Studio, bản này thì cần sẽ rất là lẩy và tương đối nhẹ và thanh các bác nhá. Con này có chiều dài là 78 và zoom thành 9 m. Đấy, một chiếc cần Ryobi. Con này để em xem make in, cái bản Studio này thường thường thì sẽ ở Hàn Quốc. Con này ở Nhật sản xuất các nhá. Đây các này, đây là cái chỗ logo là Nhật Bản đấy nhá, Nhật Bản sản xuất. Con này là Nhật sản xuất nhá. Con này có giá của nó là 7 triệu hơn nhá các nhá. 37.300 yên, các bác nhân với cả man, giá thấp nhất bây giờ đi nó rơi khoảng tầm 18 gì đấy, 18 hoặc là hơn 18 một tí. Còn man đỉnh điểm của man ngày xưa là 27, còn thời điểm của em sang Nhật thì nó là 22. Con này chất liệu carbon là 99% carbon nhá, cực kỳ nhẹ luôn. Đây là một chiếc cần tay để cho các bác ở trong miền trong nhá, Sài Gòn, miền Nam, các tỉnh thành miền Nam câu dòng cá ở dòng sông mà lục bình xa ấy, là các bác đánh trong này. Con này độ cứng nó sẽ khoảng tầm 4H 4H rưỡi các nhá, để cho bác đánh cá nhỏ tầm xa. Miền Bắc thì không đánh được nhá. Rất nhiều anh em miền Bắc thích dòng cần nhẹ và dài như này để đánh chấm đen, nhưng mà dòng này thì phôi nó sẽ rất là mỏng, nó đánh cái chế độ là nhẹ, lẩy và mỏng. Nhẹ thì mà lẩy thì không thể nào mà bền bỉ được nhá, nó sẽ trong trạng thái giòn. Đấy, câu là câu quá lực là sẽ bị lỗ hoặc bị gãy. Đấy, còn cảm giác mà câu xa thì cực kỳ phê nhá, kha và nhẹ là rất là hợp dòng này nhá. Đấy, con này thì em cũng đã đăng một lần rồi, hôm nay thì lên giảm giá em chút xíu nhá. Đấy, giá nó 7 triệu đây mà bán hôm nay chán luôn, cân nặng cho bác này 390 g, 390 g. Bản này là khá cứng rồi nhá. Con này em xin lỗi không mở ra để test được, nếu mà nặng 390 g con này có thể lên đến gần 5H đấy. Ngọn là 1.7 ly nhá. Giá là 1.3 triệu, mã này là mã số 7. Có hộp có bao cho bác đầy đủ nhá. Các bác có thể lấy hộp lấy bao hoặc là lấy cần tùy nhá. Em thì đóng hộp này em ngại lắm, vì cái hộp này nó không vừa cái ống của em. Phải lên ống tận 90 mới vừa cơ. 90 hoặc là ống 100 ấy mới vừa cái cần này. Đây. Xong. Xong là số 8 nhá. Số 8 thì sẽ là một chiếc cần dích cắm gốc. Ở đây sẽ làm chiếc cần dích của hãng Tiga. Đây sẽ làm chiếc cần sản xuất tại Chile nhá. Ở cái cần này thì được trang bị là bát Fuji. Khoen là khoen hãng, chất liệu sẽ là chất liệu carbon. Chiều dài là 1m95, độ cứng sẽ là 40-80, một chiếc cần dích thuộc dòng cắm gốc.
Đấy, máy ngang nhá, để cho bác dích câu biển. Cân nặng này 110g, ngọn 2.13 ly, mã số 5 hôm nay lấy các bác là 500k các nhá. Mã số A, quên mã số 8 chứ lại quên. Mã số 9 các bác này. Ở số 9 sẽ là một chiếc cần Heichi, thuộc dòng Heichi máy ngang. Một chiếc cần của Daiwa, sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhá. Mang chiều dài là 2m1, độ cứng sẽ là khoảng tầm 30. Một chiếc cần Heichi thuộc dòng cứng để cho bác câu lồng bè. Đấy, quá đẹp các nhá. Bass Fuji, bass thuộc dòng Bass Satellite. Bass Satellite là một dòng bass tầm trung, thuộc gọi là tầm cao đấy. Vì cái mẫu của nó sẽ rất là mẫu, giống mẫu này. Mẫu này là mẫu thông dụng nhất của trong các dòng bass mà ngoại hình tương đối đẹp là bass này nhá. Đấy, ok nhá, mã này là số 9 này, cân nặng cho bác. g gọi là 1.38 ly 600.000 các bác nhá. Đấy, máy đứng thì sẵn, nhưng máy ngang mà Heichi thì rất là ít này. Rồi sang mã số 10. Bắt đầu cái số 10 giờ đi thì sẽ chuyển sang cần chế nhá. Cần chế này thì nó cũng khá là hay đấy, bác làm hợp câu thì khỏi phải chê luôn. Sang mã số 10 này. Số 10 sẽ là một chiếc cần thuộc dòng cần chế. Con này thì sẽ là một chiếc cần phôi của phôi Daiwa nhá. Được trang bị bát là bát titan. Em không biết thế nào, cứ bát titan mà em cứ tính các bác là 2 lít cái bát đã. Rất nhiều người hỏi bát bóc ra bán cho anh đi, nhưng mà em không bóc nhá. Rất là ngại. Một cái bát titan này. Ở đây sẽ làm chiếc cần chế để cho các bác câu ngọn tháp nhá. Đây, ngọn con này đang là ngọn như ngọn Heichi đấy các bác này. Ngọn này sẽ mang chất liệu carbon, trên ngọn này sẽ là sợi thủy tinh đặc. Đấy, ngọn sẽ là trang bị ngọn tháp, đầu bu sẽ là đầu bu khuyên xích luôn nhá. Con này là khuyên xích toàn thân nhá. Đấy, nó sẽ là một chiếc cần ISO chế sang cần ngọn tháp. Được kết nối ngọn là ngọn giáp ngọn này các nhá, không phải là rút mà là giáp luôn. Thì cái khuyên này người ta đang là khuyên to nên là rút không được. Đấy, phôi bên trong sẽ là phôi vân của Pogomet nhá. Ôi, cực kỳ đẹp luôn. Dòng này là một chiếc cần của một chiếc cần khá là cao cấp nha, có định vị khuyên các anh rõ này. Cái bản có định vị khuyên này là một cái cần không nó hơn 1 triệu rồi. Chiều dài hiện tại bây giờ khoảng tầm 3m các nhá. Ngọn tháp cực kỳ ngon. Để cho bác câu lồng bè rất là ngon nhá. Quá đẹp. Chứ cần dài khoảng 3m, dòng này thường thường ra hai chế tầm 27 đến 3m nhiều. Đấy. Rất là kỳ công nhá, ngọn là sẽ là ngọn giáp như này. Khuyên sẽ là khuyên xích toàn thân. Độ cứng của con này hiện tại bây giờ thì như em cảm nhận được nó sẽ tương đương tầm đợt 3 của ISO. Kể thế ra cái này bác câu ISO cũng được luôn đấy, nhưng mà cái ngọn này nó hơi dày, nó không hợp ISO cho lắm. Ok nhá, mã số 10 nhá. Con này thì các bác bỏ tiền đã không mua đâu, vì người ta chế mình kiếm phôi giống như thì không có. Ngọn là 089 ly. Cân nặng 195g. Con này là 800.000 con này các bác nhá. Đấy, con này sẽ là bản chế của dòng ISO. Còn tiếp theo là sang mã số 11 này. 11 này sẽ là một cái bản chế của cần rút hai khúc. Mã số 11. Con này được trang bị bát titan các bác nhá. Đấy, bát titan. Con này thì sẽ chế theo cái kiểu là phôi con này là phôi của Daiwa nhá. Vân này là vân của dòng của carbon wicker nhá, của Daiwa. Đấy, cũng ngọn y chang kia luôn, mấy ngọn này thì y xì nhau. Nhưng con này sẽ là kiểu dòng rút từ trong rút ra, toàn bộ dàn khuyên nó ở bên trong thân luôn. Thân con này thì khuyên nó sẽ bằng kim loại chống rỉ. Độ cứng thì tương đương, con này sẽ thuộc dòng ngọn tháp hẳn luôn nhá. Gốc rất to và ngọn thì sẽ thu nhỏ rất là nhanh. Con này với con vừa nãy là chiều dài tương đương nhau. Tại cái này em chỉ áng chiều dài quá nhá, tại vì em không có đo chi tiết. Nhưng mà con này với con vừa nãy là chiều dài là bằng nhau, khoảng tầm 3m. Để cho bác câu lồng bè.
cực kỳ ngon nhá. Được thiết kế là quấn chỉ này vào keo, nói chung là chi tiết từng tí một rất đẹp. Con này thì khuyên đẹp không lỗi làm gì, phôi thì tương đối đẹp đấy, tất cả các dàn khuyên đều vào keo chỉ màu rất là đẹp quá nhá. Cái này nghệ nhân nó làm thì mình không chê đâu, nhìn nó đẹp và nó chi tiết cực kỳ luôn đấy. Con số 2 nhá, ngọn vẫn là màu cam, tất cả các dàn cần đều của một người sở hữu hết nhá. Đầu bu xích này đấy, đầu bu xích người ta làm rất là đẹp luôn, đầu bu xích đẹp lắm anh. Con này cân nặng cho bác này 303 gram, ngọn là 1.07 ly, con này đấy bác là 700.000 nhá. Đấy, con này hai con này đẹp này, không lỗi lầm gì đâu. Sang con số 12. 12 tiếp tục làm chiếc cần được trang bị bát titan nữa nhá. Đấy, con này thì chiếc cần ngắn hơn. Con này thì được trang bị bộ phôi này là phôi trơn có nhá, phôi là vân xoắn vòng. Đấy, cũng được trang bị quấn chỉ vào keo vào ấy rất là đẹp. Ngọn cũng ngọn cam y chang nhá. Con này bên trong thì cũng rất là đẹp. Con này bên trong y chỉ con kia. Con này ngắn hơn. Con này khoảng tầm 2m7 coi nhá. Đấy, con này khoảng 2m7. Con này ngoại hình rất đẹp nhưng mà có một cái nhược điểm, con này là cái khuyên đề 3. Cái khuyên đề 3 này là đang bị bong quá nhá. Cái này do vận chuyển nó đè nó nén là nó bị bong cái khuyên này. Về các bác có thể lên khuyên lại giúp em con này nhá. Đấy 2m7. Độ cứng của dòng này so với Hechi khoảng tầm 20 đến 25 nữa nhá, độ cứng cũng tương đối. Đấy, con này thì cân nặng cho bác này 250 gram, ngọn là 0.98 ly, lấy các bác là 500k con này có nhá. Nguyên cái bát titan này 200 này, cần chỉ có 300 ngàn thôi. Mất cái khuyên hơi phí, không thì em sẽ đánh đồng giá con này luôn. Sang mã 13 này, 13 sẽ làm chiếc cần rất là đẹp nhá. Con này thì làm chiếc cần cũng được chủ sở hữu là sử dụng công nghệ là tự tay làm. Đấy. Chế y chang hai mấy con kia nhá. Con này thì ngắn hơn nữa nhá. Con này làm chiếc cần ngọn tháp nhá. Con này độ dài nó khoảng tầm 2m4. Khoảng 2m5 gì đó, khoảng đó coi nhá. Đấy, các bác thông cảm, hôm nay cái dòng cần này nó dòng vần chế em chỉ khoảng cho bác thôi chứ em lại không đánh chi tiết. Tại vì em không đo dòng này nó không thông số đâu, tại vì mình áng khoảng đấy coi nhé. Một chiếc cần khoảng tầm 2m4 đến 2m5 đấy. Hoặc bác nào mà thắc mắc về chiều dài quá thì để em đo nhé. Đấy, con này sẽ là vân hai da của carbon wicker nhá. Đấy, ngọn thì sẽ là ngọn tháp các sợi tinh đặc trên ngọn. Con này thì cái ngọn bên trong nó sẽ dài hơn và được người chủ sở hữu người ta chế cái lắp ở đây để chống bị va đập gãy ngọn cần có nhá. Cân nặng cho bác này 290 gram, ngọn là 1 ly, con này bản cứng hơn nhá. Mã này là mã thứ 13. Mã 13 đi, nó là mã 13. Mã 13 này các bác là 600k nhá. Không lỗi làm gì. Đấy, sang mã thứ 14 này. 14 sẽ làm chiếc cần chế nữa nhá. Con này sẽ được trang bị phôi to hơn, gốc to hơn đó nhá. Đấy. Rồi, con này và con vừa nãy là dài bằng nhau nhá, khoảng tầm 2m4 2m5. Ngọn con này thuộc dòng cần tháp 100%. Đây các bác nhìn gốc này, gốc nó to như hai ngón tay của em này. Một cái ngọn nó thu nhỏ lại này. Đấy, cần này ta gọi là cần ngọn tháp nhá. Trên ngọn này sẽ là sợi thủy tinh đặc, các bác nhìn thấy không? Đấy, sợi thủy tinh mà người ta có quấn lớp lớp chỉ màng màng như thế không? Cái lớp con này là lớp chỉ nhá. Lớp chỉ màng quấn nhá, cực kỳ kỳ công luôn. Cái dòng này thì nhìn đơn giản nhưng mà công vào rất là nhiều nhá. Một chiếc cần ngọn tháp, con này độ cứng cao. Con này nếu mà so cần Hechi nó phải cứng tầm 50. Con này cứng cao quá nhá.
Con này cũng bị mất một cái khuyên ở chỗ này không này, các bác nhìn rõ một cái chân khuyên chỗ này, khuyên đề ba này nhé, là đang bị mất nhá. Các bác về các bác cho vào lại sau nhá. Nặng là 290 gram. Ngọn 1.1 ly. Cũng lấy các bác là 500 ngàn nhé, mất một khuyên thôi. Đấy, về bác chế. Rồi tiếp theo còn mấy con nữa cơ. Mã 15 này. 15 sẽ là một chiếc cần y chang thế nhá. Tiếp tục hôm nay là có một chiếc cần nữa. Con này thì con này sẽ là thuộc dòng cần ba lóng các bác này. Đấy, con này bên trong rất đẹp quá nhá. Các bác nhìn cái vân này. Cái phôi của chiếc cần này là cần rất là ngon quá nhá. Các bác để ý cái vân đúng không ạ? Đấy. Cái phôi của chiếc cần này phôi rất là ngon luôn. Phôi của dòng cần cổ nhưng mà cần đời mới nhưng mà rất là chắc chắn. Con này chiều dài 2m7. Ba lóng. Ngọn tháp độ cứng khoảng tầm 50 đến 70. Độ cứng dòng này cao nhá. Ngọn trên sẽ là carbon đặc được phủ sơn màu cam. Con này chụp hơi lỏng không phải còn nói. 2m7, khuyên đề ba là khuyên xích nhá, khuyên cổ là khuyên xích nhá. Cực kỳ đẹp, cân nặng cho các bác này. 270 ga. 1.24 ly, giá sẽ là 600 ngàn nhá. Mã 15. Sang mã 16 sẽ làm chiếc cần cuối cùng của cái bản này nhá. Ở đây sẽ làm chiếc cần ngắn hơn. Thân nhỏ hơn. Con này cũng làm chiếc cần rút ba lóng nhá. Con này chiều dài khoảng tầm 2m1. Con này để bác câu cảm giác nhẹ nhàng này. Độ cứng của con này nó khoảng tầm 20. À, không được đâu, tầm 15 cần Heichi nữa nhá. Con này thì đúng chuẩn bản Heichi rồi, cần ngắn. Cái bản kia là bản chế dài hơn nhá. Con này cũng được trang bị dàn khuyên sẽ là khuyên kim loại nhá. Tất cả các dòng khuyên này đều là khuyên kim loại bên trong hết vì nó là bản rút bên trong. Đấy, ngọn sẽ là carbon sợi phình đặc. Con này có lắp chụp này. Con này thì bị nhược điểm nhá là cái chân đề ba con này này. Các bác thấy không? Cái đề ba nó là cái đề ba chế rồi nhưng mà nó đang bị long keo nhá. Người ta quấn cái lớp chỉ mỏng quá. Dòng chỉ này là chỉ nhỏ. Nhìn nó sẽ đẹp nhưng mà nó sẽ yếu. Vậy các bác làm lại chỉ con này nhá. Con này không lỗi lầm gì vẫn là 600 nhưng con này đang bị bỉnh chân nhé. Ngọn là 1 ly, nặng là 150 gram, nữa bác là 500k. Mã số 16, đấy hôm nay cho bác tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái cần chế này nhé. Đấy, toàn hàng hiếm thôi. Hàng này thì từ khi em bán cần ra thì các bạn này bán chỉ lần 1, lần 2 nó không có nhiều. Sang mấy cái cần cuối này em sẽ đi nhanh lại nhé. 17 này. 17 sẽ làm chiếc cần ISO dài 4m8, độ cứng 1.5, một chiếc cần của Daiwa sản xuất tại Hàn Quốc. Phôi vân hai da nhá. 4m8, độ cứng 1.5 để cho bác câu ISO. Đấy, ngoại hình cực kỳ đẹp nhá, thông số đẹp luôn, cân nặng 170 ga. Ngoại hình đẹp không chê luôn. Ngọn là 1.3 ly, 650k, mã 17. Con 18 này ngon các bác nhá. Con 18 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần hiếm. Con này sẽ làm chiếc cần ISO của hãng Daiwa, dòng cross carbon sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Chiều dài là 2m4, độ cứng 1. Thông số con này thì rất là ít gặp có nhá. Vân bên trong rất là vân hai da. Các bác để ý này, gốc nó như một chiếc cần bình thường luôn, nhưng mà nó sẽ top cái ngọn lại nhanh. Đấy. Chứ cần này ấy, khi mà các bác câu ấy, thì độ lẩy cực kỳ cao. Cảm giác nó rất là sướng nhá. Đấy, một chiếc cần là 2m4, cứng 1, cân nặng cho bác này. 80 ga và nhẹ. 0.9 ly. 600 ngàn. Đấy, thông số hiếm mã số 18 này. 19, 19 sẽ là một chiếc cần của Daiwa nhá. Con này sẽ được Nhật sản xuất, bản Direct Power. Dài 5m3, độ cứng 5, bát là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji nữa, xuất xích thì các bác biết cái dòng này rồi. Con này hôm nay đang bị like khuyên không nhá. 1, 2, 3 khuyên đầu là like này. Vào xoay phôi. Phôi con này thì tầm trung quá nhá. Có
có xước. Con này thì bán phôi cho bác đó nha. Đấy, các bác soi qua phôi đấy nhá. Phôi con này thì cũng thuộc dòng phôi tầm trung nhá, không đẹp. Nói thẳng là phôi không đẹp. Đấy, phôi bên trên này thì là các con xoắn vòng thì đẹp. Lóng ngọn ok đó nhá. Con này thì độ cứng cao. Hạ tay thì cho bác đánh cá lớn. Dàn khuyên thì còn nguyên nhá, trừ 3 khuyên đầu bị lai thôi, còn dưới này vẫn còn nguyên này. Một chiếc cần bán bộ phôi 5m3 độ cứng 5, hơi phí ha. Con này mà zin bản lúc trước là 2 triệu rưỡi đấy. Cân nặng cho bác này 410g. Gọn là 2.7 ly, lấy các bác là 1.300.000. Con này ngày hôm nay phôi không được đẹp lắm nên giá tầm trung đâu. Sang mã thứ 10, sang mã 20. 20 sẽ làm chiếc cần dây trong của hãng Daiwa, sản xuất tại Việt Nam, chiều dài là 3m thôi nhá. Ở đây nó ghi là MH300. Một chiếc cần công nghệ X45 đời mới nha. Bát là bát đúc, bát vặn. Khuyên là khuyên Fuji nội xứ xích. Con này thì ngoại hình gần như là mới tuyệt đối nha, mới đến 99%. Có một nhược điểm là đầu bu bị gãy nha. Con này như em cảm nhận em đo được thì là hụt mất khoảng tầm 3 phân. Hụt 3 phân ngọn và mất đầu bu nha. Hơi tiếc. Lấy các bác là 500k cho về các bác sửa chữa nha. Mã 20 quá phí luôn. Nặng là 210g. Ngọn là 3 ly. Đây, mã thứ 20. Sang mã 21 này. 21 sẽ làm chiếc cần 5m3, độ cứng 1.5, một chiếc cần của hãng ISO, Holiday ISO, sản xuất tại Chila, xuất Nhật. Phôi con này còn đẹp quá nha, phôi còn rất là sáng nha. Con này giá bình thường là 650k. Con này hôm nay là bị lỗi khuyên, mất đầu bu, mất khuyên, bán bộ phôi nhá. Phôi này là 5 lít cho các chơi cân nặng này. Nặng 200g, 1.53 ly, 500.000 nhá. Phôi còn rất là mới các nhá. Cái này do vận chuyển về nó bị tì đầu, nó gãy mất mấy phân thôi. Còn cần rất là mới đấy ạ. Rồi, sang mã 22 này. 22 sẽ làm chiếc cần lua. Đây sẽ làm chiếc cần lua của hãng gì ta? AZ Pro. Có chiều dài là 86 nhá, 83 24 63 18, là 2m58. Tải mồi từ 7 đến 20g. Cước từ 6 đến 12 lb, chất liệu sẽ là carbon, công nghệ sẽ là công nghệ siêu bát. Bát sẽ là bát của hãng và khoen sẽ là khoen của hãng luôn các nhá. Một chiếc cần lua hai khúc. Cân nặng cho bác này, nặng 180g. Ngọn là 1.96 ly, giá là 400.000 các nhá. Mã 22. Sang mã 23, 23 sẽ làm chiếc cần bán phôi này. Ở đây sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần câu đa lăng nhá, lua rút, dài 2m7, cứng 50. Thông số này thì các bác có thể lua được, ngâm được, lăng xê được. Một chiếc cần của Daiwa nhá, chất liệu carbon là cross carbon. Có vân hai da ở gốc nhá. Con này khá cũ rồi. Bát sẽ là bát Fuji, khoen thì đang bị lai khuyên nhá. Bán cho bác bộ phôi rồi về các bác có khuyên các bác chế vào. Còn hiện tại như con này là đang khuyên đang xấu nhá. Con này lua rút thì nó cứng khoảng tầm MH để cho bác lua nhá. Đấy, dàn khuyên thì lộ cổ nhá, khuyên mất, khuyên còn, khuyên được, khuyên không. Con này lấy các bác là 400k nhưng mà được bao ship nhá. Cân nặng này 240g. Ngọn 2.3 ly nhá, mã thứ 23. Rồi sang mã thứ 24 là cái cần cuối cùng ngày hôm nay này. 24 sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần chế như thế này các nhá. Đấy, nhưng con này thì nó đang bị lỗi một chút xíu. Con này sẽ làm chiếc cần thuộc dòng cần Heiichi. Nhưng con này về các bác chế được nhá, các bác chế lại được đấy. Nó không khó đâu. Đây, con này đang bị gãy. Con này chiều dài nó khoảng tầm đây các bác này, nó gãy ở ngay đoạn nối nhá. Các bác thấy cái đế đấy, cái đế bên trong nó là cái thân của cái phôi trên. Giờ về các bác là các bác tuốt cái đoạn keo này ra. Lấy cái lõi đóng cái lõi trong này, nhỏ keo quấn chỉ lại, các bác thành một chiếc cần bình thường. Câu. Con này đang có chiều dài khoảng tầm 3m các nhá, một chiếc cần thuộc dòng cần câu lồng bè. Khoen ở đây đang là khoen xích nhá.
Đấy, con này thì cái bát nó đã là 200 rồi. Cái cần nữa thì lấy các bác là 300 ngàn con này nhá, về cho bác sửa chữa nhá. Đấy, mã 24. Thôi con này thì không đo đến nữa nhá, về các bác tự chế nhá. Còn bác muốn thu gọn lại, dòng này thì nó sẽ là dòng thu lõi trong lõi. Đút vào đây. Con này thì em hơi lười chứ bản thân em có thời gian thì em cũng chế lại được, nhưng em ít làm lắm. Trong các shop bán của đồ cơ em chắc là thằng lười nhất, chỉ có bán thôi. Đấy, thu gọn lại này các nhá. Ok, thì hôm nay thì bác tổng cộng là 24 cây. Để các bác xem mà ưng được cái nào thì báo cho em. Hẹn các bác vào clip của ngày mai. Bye bye.